Thưa quý vị và các bạn, nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người khi được sinh ra vốn tính thiện, nhưng khi trưởng thành do những yếu tố tiêu cực tác động, nhiều người đã rơi vào con đường lầm lỗi. Ruồng bỏ một con người lầm lỗi thì dễ, nhưng để kéo họ trở về với nẻo thiện mới thật khó. Và có lẽ phương pháp giáo dục hiệu quả nhất không chỉ là pháp trị mà còn là đức trị. Phạm nhân Nguyễn Kiên Cường, sinh năm 1978 ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hơn 10 năm trước, với chiều cao 1m8, Cường được bạn bè gọi là Hot Boy Hà Thành. Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố Cường là giảng viên của một trường đại học. Khi còn nhỏ, Cường chăm ngoan, học giỏi. Khi rời ghế nhà trường, xa rời vòng tay thầy cô, cha mẹ, Cường giao du với rất nhiều bạn xấu, dần dần sa ngã lúc nào không hay. Để có tiền ăn chơi cùng đám bạn, Cường nhiều lần trộm tiền của gia đình, cầm cố xe máy. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó để tỉnh ngộ, thì có lẽ Nguyễn Kiên Cường đã không phải dằn vặt bản thân trong suốt thời gian 8 năm chấp hành án phạt tù. Chỉ vì ăn chơi, Nguyễn Kiên Cường và một người bạn, Hoàng Anh Tú, cùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, rủ nhau đi cướp. Để thực hiện ý đồ, Tú và Cường giả làm người bán xe máy. Bọn chúng liên hệ với anh Phan Văn Ngọc ở quận Ba Đình, Hà Nội, người muốn mua xe máy. Cường và Tú hẹn anh Ngọc giao xe vào cuối ngày 20 tháng 10 năm 2019. Như đã bàn bạc, Cường sẽ đứng chờ ở điểm dự tính sẽ gây án là đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Còn Tú hẹn anh Ngọc ở điểm đã hẹn trước và bảo anh Ngọc chở đến chỗ nhận xe và giao tiền. Tin lời Tú, anh Ngọc chở Tú đi. Khi xe đến đoạn đường vắng, Tú dùng dao đâm anh Ngọc và cướp xe bỏ chạy. Vết thương nặng khiến anh Ngọc tử vong. Ngày hôm sau, Nguyễn Kiên Cường và Hoàng Anh Tú bị bắt. Tội ác phải trả giá, Hoàng Anh Tú nhận bản án tử hình và Nguyễn Kiên Cường nhận bản án 20 năm tù giam. Tạo rất nhiều điều kiện cho con không tự vượt. Thì bây giờ vào cái con đường này nữa thì trước mắt cô cũng không biết thế nào được. Cô chỉ biết là cứ ngày ngày cô tụng kinh niệm Phật này, thờ các cụ gia tiên, bố mẹ, mẹ thờ chú. Lúc nào một điều ngày nào mong ước là nhanh chóng Cường cải tạo thật là tốt, sớm được về với cô dựa mà. Con lúc nào được ngày nào tháng nào hay tháng đấy cô chỉ mong. Cuối đời cũng chỉ mong thế thôi. Con trai duy nhất phạm tội giết người, bà Vũ Thị Nhâm vì thế mà buồn bã, đau ốm triền miên. Nhiều lần vào trại tạm giam thăm con, nhưng Cường đều tránh mặt. Người mẹ khốn khổ này chỉ biết cầu kinh, niệm Phật, sám hối thay con, mong trời Phật thương tình mà tha thứ tội lỗi con trai bà đã phạm phải. Với sự ám ảnh về tội ác của mình đã gây ra, thời gian đầu vào trại giam, Nguyễn Kiên Cường bị suy sụp tinh thần, trầm cảm và không hợp tác với cán bộ quản giáo. Nắm bắt được tâm lý phạm nhân như Cường, cán bộ quản giáo, người trực tiếp chịu trách nhiệm giáo dục Nguyễn Kiên Cường, không chỉ sử dụng biện pháp cứng rắn đối với các phạm nhân vi phạm luật cải tạo, mà anh còn thuyết phục Cường thông qua các câu chuyện thường ngày, đặc biệt là động viên và lắng nghe tâm lý của phạm nhân Nguyễn Kiên Cường. Qua quá trình cảm hóa giáo dục thì phạm nhân Cường cũng từ giao tiếp giáo dục riêng giữa cán bộ gặp riêng được phạm nhân một và cũng qua giáo dục chung rồi sử dụng những phạm nhân cải tạo tốt để cảm hóa thì phạm nhân qua thời gian cải tạo thì phạm nhân cũng đã có hướng cải tạo rõ rệt và được xếp loại cải tạo khá. Đấy thì cái thời gian gần đây thì cũng được cán bộ tin tưởng và giao cho nhiệm vụ là giúp việc cán bộ trong những công việc đôn đốc phạm nhân trong đội tổ chức lao động và học tập theo quy định của pháp luật cũng như quy định của trại giam. Từ ngày tôi mới vào trại, do bi quan về hoàn cảnh nhiều cái, ra là do án dài tôi cũng chán và chẳng muốn cải tạo và tôi cũng là một trong những thành phần bất trị của trại, cứng đầu của trại, là cán bộ rất là đau đầu. Nhưng mà do được sự quan tâm sâu sắc của ban giám thị và động viên tôi rất nhiều, qua một thời gian tôi cũng nhận ra rằng chỉ có gạt bỏ những điểm tiêu cực trong người và thay đổi những điểm tiêu cực thì tôi mới có thể sớm được tự do.
cho dù là có muộn màng. Phải cải tạo 20 năm trong trại giam, thời gian thấm thoát trôi đi, nay Nguyễn Kiên Cường cũng đã cải tạo được 8 năm. 8 năm trôi qua, Cường đã trở thành một người hoàn toàn khác, sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình. Và đặc biệt, Cường đã trở thành phạm nhân gương mẫu, người trợ giúp đắc lực cho các cán bộ quản giáo trại giam Phú Sơn 4 trong việc giáo dục, cải tạo các phạm nhân khác. Phạm nhân này là Triệu Vân Tòng, người dân tộc Dao ở bản Bép, xã Quy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hiện Triệu Vân Tòng đang chịu bản án chung thân về tội giết người tại trại tạm giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên. Câu chuyện đau buồn ấy cho đến bây giờ vẫn ám ảnh Triệu Vân Tòng, khiến Tòng ám ảnh day dứt. Khi mới vào trại, Triệu Vân Tòng là một phạm nhân chậm tiến bộ, vì vốn tiếng Kinh bị hạn chế nên Tòng thường xuyên không nói chuyện giao tiếp với bất cứ ai. Vào tù lúc đó mình sai phẩm và đây được nói học, nói người tiếng phổ thông. Ngày xưa ở nhà sâu xa là 30 mấy tuổi mà không được đi học. Bây giờ vào đây mới nói chuyện với nhau thôi, còn chữ mình tôi không biết chữ. Phạm nhân có tiến bộ đã dạy Tòng tiếng Kinh và thường xuyên trò chuyện. Sau vài năm, phạm nhân Triệu Văn Tòng đã có tiến bộ. Cuối kỳ, Tòng được bình xét là phạm nhân có phấn đấu tốt. Có những kẻ tội phạm buộc phải loại bỏ khỏi xã hội, còn những người phạm tội phải cải tạo có thời hạn, thì đây là thời gian mà họ đang được giáo dục lại, nhà nước đã cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều người nghĩ rằng khoảng thời gian những người phạm tội phải chịu án phạt trong tù chính là đang phải trả giá về hành vi phạm tội của mình. Điều đó không sai, nhưng thực chất khoảng thời gian trong trại giam ấy chính là thời gian người phạm tội phải học tập, lao động, cải tạo, trở thành một người mới, một người lương thiện để trở về với xã hội, với cộng đồng. Cuộc sống trong trại giam như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều người muốn biết câu trả lời. Hàng ngày, hàng nghìn phạm nhân phải cải tạo để trở thành người lương thiện tại các trại tạm giam trên toàn quốc. Đó là những ngôi trường đặc biệt. Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an đóng tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện đang giáo dục cải tạo cho hàng nghìn phạm nhân với tính chất phạm tội khác nhau. Đặc biệt là số phạm nhân phạm tội về giết người, cướp tài sản chiếm tỷ lệ cao, thường có mức án từ 10 năm đến 30 năm hoặc chung thân. Chính vì vậy, việc tìm ra phương pháp cải tạo cho số phạm nhân này trở về điểm thiện luôn là trăn trở của ban giám thị và các cán bộ quản giáo Phú Sơn 4. Lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự chúng tôi phải nắm chắc cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác thi hành án hình sự, phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa pháp trị với đức trị. Pháp trị ở đây là chúng ta phải nắm chắc cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định trong cái việc tổ chức giam giữ, quản lý và giáo dục cải tạo phạm nhân. Đức trị ở đây là chúng ta cũng bám sát vào cái đường lối nhân đạo, cách mạng của Đảng và đặc biệt là cái tính bao dung, nhân hậu của cán bộ chiến sĩ đối với những người đang chấp hành án tại các cái đội mà được ban giám thị phân công trách nhiệm để mà cảm hóa, để mà cảm thông, để mà chia sẻ đối với họ. Với những người đã phạm tội thì việc cải tạo, giáo dục phạm nhân bằng pháp trị là đặc biệt cần thiết. Phương pháp pháp trị là việc yêu cầu phạm nhân tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và nội quy của trại giam. Đây là khu giam riêng biệt đối với các phạm nhân vi phạm kỷ luật. Phạm nhân này là Bùi Văn Biên đã vi phạm nội quy buồng giam trong một lúc không kiềm chế, đã xô sát với một phạm nhân cùng phòng. Hình phạt cho Biên là biệt giam 1 tuần. Sau khi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng tội phạm vi phạm, cán bộ quản giáo sẽ có biện pháp giáo dục phạm nhân nhận ra hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Và quan trọng hơn cả là những phạm nhân vi phạm nội quy kỷ luật sẽ không được xem xét giảm án.
Đây chính là lý do quan trọng nhất làm cho các phạm nhân rất sợ phạm lỗi. Vì như thế, con đường trở về nhà sẽ càng xa. Để đưa kẻ phạm tội vào khuôn khổ thì phải dùng pháp trị, nhưng để dẫn dắt người phạm tội hoàn lương thì phải cảm hóa họ bằng đức trị. Sự kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp này không chỉ ở trại giam Phú Sơn 4 mà đều được áp dụng tại tất cả các trại giam Bộ Công an trên cả nước. Sự kết hợp đó đã giáo dục, cảm hóa được nhiều phạm nhân từng lầm lỗi tìm thấy đường về với cuộc sống lương thiện. Có nhiều phương pháp để giáo dục đạo đức, nhận thức xã hội cho phạm nhân đạt hiệu quả. Trại giam Phú Sơn 4 đã phối hợp với trường tiểu học gần địa bàn, mời cô giáo đến mở lớp dạy xóa mù cho phạm nhân. Nhìn chung là cái lớp này thì đa số là các anh là đều ở Cao Bằng. Đấy. Là dân tộc thiểu số ít người cho nên nhiều anh là trong học tập cũng gặp rất nhiều khó khăn, là tiếng Kinh nói còn chưa sõi, cho nên là khi mà được vào đây dạy thì các cô cũng cố gắng hết sức để tận tâm chỉ bảo để cho các anh nắm bắt được từ cái con chữ cái đầu tiên. Sau này hết 3 tháng thì các anh sẽ biết đọc biết viết cái văn bản cụ thể như là một bức thư và biết tính toán. Phạm A Dìn là người dân tộc Dao, phạm tội vận chuyển trái phép chất cấm. Dìn không biết viết, nói tiếng Kinh. Khi vào cải tạo trong trại giam, được học chữ để đọc sách, báo, Phạm A Dìn rất vui mừng. Sau 2 tuần thì tôi đã học được, được biết chữ cái và đọc được những cái bài viết ở trong vở ngắn ngắn. Anh thử đọc. Bé Nga nghĩ gì? Bé Nga nghĩ... Bà đã già mà chả hề gì. Từ chỗ không biết đọc, biết viết, những phạm nhân này đã có thể đến khu thư viện lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích để tìm hiểu kiến thức và khám phá thế giới qua những cuốn sách. Có lẽ đây là món quà đặc biệt mà họ nhận được từ trại giam. Khi biết đọc, biết viết, nhiều phạm nhân đã tự viết thư cho người thân. Đặc biệt những phạm nhân này tham gia phong trào viết thư, gửi lời xin lỗi mà các trại giam phát động. Từng dòng thư sẽ gửi gắm được tâm tư, tình cảm của các phạm nhân. Khi đã viết ra được tâm tư, nguyện vọng của mình, đặc biệt là khi viết ra được lời xin lỗi. Điều đó chứng tỏ họ đã nhận ra được lỗi lầm và sẽ có động lực để cải tạo, tìm ra con đường để trở về với gia đình, với xã hội, với cuộc sống lương thiện. Chăm lo đời sống tinh thần và chăm lo sức khỏe cho các phạm nhân có lẽ là hai lĩnh vực mà các trại giam đều rất chú trọng. Khu khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ các phạm nhân bị bệnh. Ban ngày cũng như đêm, bất cứ lúc nào cũng có các bác sĩ sẵn sàng cấp cứu. Đối với các phạm nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong, thì đây chính là nơi họ sẽ được làm ma theo đúng phong tục tập quán của người Việt Nam. Một số phạm nhân thì ở vùng sâu, vùng xa, không có nơi lương tựa, gia đình khó khăn, thì trại sẽ xây một cái nhà níu xác để đưa phạm nhân sau khi mất sang bên nhà níu xác, sau đó trại làm ma theo cái phong tục tập quán của địa phương và của dân tộc Việt Nam. Đấy, nói chung là tất cả các phạm nhân sau khi được mai táng thì an táng tại nghĩa trang của phân trại của trại ở ngoài khu vực đơn vị ngoài kia. Những phạm nhân xấu số không có gia đình, người thân, không nơi nương tựa được an táng tại khu nghĩa địa của trại giam. Khi sống, họ là những con người lầm lỗi, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay trở về với đất mẹ, họ vẫn được an táng theo đúng phong tục truyền thống. Mặc dù không gia đình, không người thân, bị gia đình bỏ rơi, thì những phạm nhân xấu số này vẫn được an nghỉ bên những người bạn tù. Hàng năm vào các dịp lễ Tết Thanh Minh, các đội tự quản tổ chức lễ thăm viếng như một sự quan tâm, động viên
an ủi linh hồn phạm nhân xấu số nơi chín suối. Từ những sự quan tâm đời thường như vậy, cán bộ trại giam đã giúp cho các phạm nhân có thêm niềm tin, yên tâm cải tạo. Để các phạm nhân thực hiện tốt hơn các nội quy, quy định pháp luật thì việc củng cố phát huy vai trò tự quản của phạm nhân luôn được các phân trại quan tâm. Hàng tháng đều cho ban tự quản họp bình xét, đánh giá tình hình hoạt động, trong đó phân loại rõ tự quản hoạt động tốt, khá, trung bình và tự quản hoạt động kém. Số phạm nhân tự quản hoạt động kém được tổ chức nhắc nhở uốn nắn chấn chỉnh, nếu còn tiếp tục yếu kém sẽ thay thế. Cùng với đó là liên tục tổ chức các buổi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, được trại giam duy trì thường xuyên, tạo mục đích cho phạm nhân tự rèn luyện bản thân, nâng cao sức khỏe, có trí tuệ, có sáng kiến, yêu đời, yêu cuộc sống, quên đi những mặc cảm tội lỗi, cùng thúc đẩy nhau thi đua cải tạo tiến bộ. Các hoạt động văn nghệ này thì sẽ giúp cho các phạm nhân có rất nhiều những cái lợi ích, ví dụ như là về văn hóa tinh thần, về những nhận thức được rõ hơn về tinh thần lạc quan, yêu đời và những gì mà mình hướng tới về tương lai và tự tin hơn trong cuộc sống, và cảm thấy rằng là khi vào đây mình có thể hòa đồng với một cái cuộc sống mới và mình có thể hướng tới về tương lai. Đã có rất nhiều những người trở về hoàn lương hướng thiện từ trại giam Phú Sơn 4. Họ hòa nhập cộng đồng, làm các công việc hướng thiện khác nhau. Chị Đinh Thị Ngọc phải thụ án hơn 10 năm tù về tội buôn bán chất cấm. Khi trở về làm lại cuộc đời với nhiều bỡ ngỡ, mặc cảm, quyết tâm hoàn lương, chị cùng người em gái mở quán phở gà. Quán phở gà của chị rất đông khách. Tưởng rằng hơn 10 năm trong trại, chị sẽ khó hòa nhập với xã hội. Thế nhưng với sự quyết tâm, chị đã làm được. Ban giám thị và các cán bộ trại giam Phú Sơn 4 là dạy dỗ bảo ban và sự quan tâm khiến tôi nhận ra được những cái mà lỗi lầm của mình. Thành ra là tôi nỗ lực cố gắng chấp hành mọi nội quy tốt của trại và cải tạo lao động. Khi trở về thì tôi hòa nhập cộng đồng thì xã hội, thì công việc của tôi là bán hàng phở cùng em gái. Nói chung là công việc thì rất vất vả và bận rộn, nhưng mà đấy cũng là một niềm vui, và cũng là tôi cảm thấy là cũng rất hài lòng công việc của mình khi trở về xã hội. Còn đây là ông Hồ Đình Tuấn. Ông cũng thi hành án trong trại giam Phú Sơn 4 18 năm vì tội chiếm đoạt tài sản. Trong suốt thời gian ấy, ông hầu như được làm việc ở đội hàn cắt kim loại. 18 năm trong trại giam đã giúp ông tìm về với con đường hoàn lương hướng thiện và là người có tay nghề hàn cắt kim loại vững vàng. Sẵn có nghề hàn, khi được mãn hạn tù trở về với gia đình, ông đã làm một cơ sở nhỏ chuyên cắt khung nhôm kính. Không chỉ có tài chính nuôi sống gia đình, ông còn tạo công ăn việc làm cho những người bạn tù hoàn lương khác. Thực lòng mà nói, ở trong trại 10 năm, 11 năm, đến lúc ra trại là nó rất là bỡ ngỡ. Nó bỡ ngỡ vì cái thời gian mình ở trong ấy nó dài. Thế hai nữa là ra thì cũng không biết là sau này cuộc sống của mình sống bằng nghề gì, làm gì. Sau đó là tôi đã gặp một số bạn bè cùng trang lứa ra trại. Thì họ cũng động viên là trước kia ở trong đấy có cái nghề đấy thì về, có nghĩa là sống bằng cái nghề làm cơ khí. Và tôi đã quyết định sau khi ra trại 4 tháng là bắt đầu mở làm cơ khí. Cho đến bây giờ thì cuộc sống gia đình nó lấy dần lại cái ổn định dần lại và cái thu nhập nó cũng cao dần lên. Khi phạm nhân sắp hết án theo quy định của pháp luật là chúng ta cũng phải làm tốt công tác giáo dục đầu ra bằng những cái hướng nghiệp dạy nghề, cũng như bằng cái các cái cơ quan đoàn thể đến tư vấn, đến giúp họ cái việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, cái kỹ năng sống, kỹ năng tìm việc, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng để cho họ có một cái niềm tin khi mà họ
trở về với gia đình và cộng đồng xã hội, họ tránh cái tái phạm hơn. Trong cuộc sống, sống ở gần nhau lâu ngày, tình cảm cũng trở nên gắn bó. Trong trại giam cũng vậy, những người cán bộ, quản giáo và phạm nhân ở hai thái cực khác nhau. Người quản lý thầy giáo, đối tượng bị quản lý và phải giáo dục. Thế nhưng, những cán bộ quản giáo lại trở thành người anh, người bạn, chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc sống với phạm nhân. Đây là gia đình phạm nhân Nguyễn Kiên Cường. Sau khi Cường phạm tội giết người, phải trả giá chấp hành án hơn 20 năm. Cha Cường vì đau lòng quá đã bị đột quỵ và mất khi con trai đang chấp hành án. Những con người đã lỡ sa chân vào con đường lầm lỗi, kéo họ với con đường hoàn lương trở về với nẻo thiện. Đó chính là mục đích cuối cùng của ban giám thị, cán bộ chiến sĩ của trại giam. Đó và nỗ lực không ngừng tìm các phương pháp giáo dục hiệu quả nhất, kết hợp giữa hai phương pháp pháp trị và đức trị để giáo dục, cải tạo, cảm hóa nạn nhân. Mình là cán bộ giáo, nhưng mà đối xử với Cường như người anh bảo người em thôi. Thế cũng định hướng cho Cường đi theo đúng con đường cải tạo tốt nhất để trở về với mẹ. Thế bằng cái tình cảm thực sự thì nhân tính công tác của ngài Hà Nội thì qua đây thì vào trước hết là thăm sức khỏe cô, tình hình sức khỏe cô như thế nào, hỏi thăm cô, cũng động viên cô để xem cô mạnh khỏe, ổn định sức khỏe. Thế động viên Cường tích cực cải tạo, đó là hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Nghị lực của cô không còn, lúc chú mất là quả như ai bảo cô là cố gắng mà sống đi, vì Cường, vì con Nga, con chị nó thì lại mổ não nữa. Nên cô nghĩ nhiều là cô cũng khổ tâm đó. Thế nhưng mà cô cứ lắm lúc cô động viên là thôi, mình cố gắng mình vượt qua tất cả vì các con, mình còn sống được lúc nào mình lo cho con mình lúc ý. Cố gắng cho Cường để Cường cải tạo thật là tốt, Cường về với cô. Cô chỉ mong mọi mong của cô là như thế, mà chú lúc còn sống chú cũng chỉ mong được như thế thôi. Sử dụng biện pháp pháp trị kỷ luật đưa phạm nhân vào khuôn khổ để giáo dục. Còn cảm hóa phạm nhân bằng tình yêu thương giữa người với người, hay còn gọi là đức trị. Trong suốt những năm qua, đây là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất mà ban giám thị, cán bộ trại giam trên toàn quốc đã giáo dục, cảm hóa được hàng nghìn phạm nhân, đưa họ trở về với nẻo thiện. Vì vậy, có thể nói, trại giam là một môi trường đặc biệt.